7 năm trước, Dota 2 rất khác so với hiện tại. 7 năm trước, một gia đình ở Pakistan quyết định đi tìm giấc mơ Mỹ, từ bỏ ngôi nhà rộng rãi tại Karachi để chuyển đến căn hộ chỉ với 3 phòng ngủ tại Romont. Và cậu em út trong gia đình đó là người sau này đã khiến thế giới Dota 2 chao đảo. Không ai khác, chúng tôi muốn nói về Sumail trong video này, một trong những player mà chúng tôi tin rằng tình yêu của cậu với Dota 2 lớn hơn bất cứ ai. Tình yêu với Dota. Hiện tại, khi một đứa trẻ nói với bạn rằng nó muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp, bạn sẽ không bất ngờ khi sự phổ biến của thể thao điện tử đã bắt đầu len lỏi đến mọi ngõ ngách trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như 5-6 năm về trước, thật điên rồ khi nghe một cậu nhóc nói như vậy, hơn thế còn xuất phát từ một cậu nhóc Pakistan. Sumail bắt đầu chơi game kể từ khi lên 6. Trò chơi cậu tiếp xúc lần đầu tiên tương đối giống với những game thủ ở Việt Nam, Age of Empire hay Đế chế. Đến năm 7 tuổi, Sumail lần đầu chứng kiến ma thuật của Dota khi ngồi sau xem các anh lớn chơi, và khi lên 8, cậu ngồi vào máy tính, tự bước chân vào thế giới ma thuật ấy và mơ ước về việc tự tạo ra những điều kỳ diệu. Thế nhưng, để trở thành bậc thầy của trò chơi này không phải là câu chuyện ngày 1 ngày 2. Ở tuổi 11, Sumail tìm thấy đam mê đích thực của mình. Cậu nhóc cứng đầu quyết định bất tuân bố mẹ. Thay vì cùng anh em vùng vẫy ở sân cricket, cậu đánh đổi thời gian đó cho các quán net. Cậu bị hấp hồn bởi thế giới game đến mức quyết định bán chiếc xe đạp của mình để có thêm thời gian chơi điện tử. Bố mẹ của Sumail sau đó nói rằng cậu thật sốc nổi và không hề biết cách quản lý mọi thứ. Còn anh em họ của Sumail thì nhìn thấy nhà vô địch tương lai trong ánh mắt rực lửa của cậu. Khi nó biết đến game, nó như phát cuồng vậy, bỏ bê hết việc học và chỉ chơi game mà thôi. Lúc nào cũng game game game. Bà sai ra Yu Aihuma nói về cậu con út của mình. Tuy vậy, bà lại không thể trách móc khi Sumail vẫn hoàn thành tốt việc học trên trường. Có chăng bà chỉ phàn nàn vì cậu hiếm khi ở nhà. Sumail có thể chơi từ 10 đến 13 trận một ngày trong suốt 3-4 năm. Cậu trở thành bậc thầy về mechanic, game scene, làm chủ những sự hung hãn cũng như thử thách bản thân với những phong cách chơi khác nhau. Dần dần, Sumail trở thành player giỏi nhất tại quê nhà. Nhưng thế là chưa đủ với Sumail, và cậu bắt đầu đi tìm thử thách tại server châu Âu, bất chấp ping cao, vì Sumail muốn tìm đến những đối thủ mạnh hơn. Sau đó, cuộc sống của cậu nhóc Pakistan bắt đầu với vòng xoay, ngủ, Dota, đến trường rồi lại ngủ. Những ngày nghỉ là những ngày tuyệt vời nhất của Sumail, vì cậu có thể ngồi lì cả ngày với trò chơi cậu yêu thích. Mục tiêu của Sumail là chơi trò này cho đến khi nó không thể làm cậu bất ngờ nữa. Anh trai Jaguar cũng đã từng chứng kiến cậu em của mình chơi trong 24 tiếng không nghỉ, thậm chí còn không cần ăn và hoàn toàn có thể bật khóc khi mạng lag. Thời điểm đó, có lẽ khái niệm eSports còn quá mơ hồ với Sumail, vì đơn giản cậu chỉ đang dành trọn vẹn tình yêu và đam mê của mình cho Dota 2. Định mệnh chiến thắng. Ngày thứ 3 ở Mỹ, cậu nhóc được bố mua máy tính và cuộc sống ở Pakistan của cậu lại tiếp diễn. Không cần thức ăn, chỉ cần máy tính thôi. 18 tiếng liên tục không thấy nó nghỉ trong suốt quãng thời gian ấy. Tazim Mamta, bố của Sumail chia sẻ. Dù cho đã tích góp được một khoản lớn để đưa cả nhà đến Mỹ, nhưng ông Tazim Mamta vẫn phải đi di chuyển liên tục giữa Pakistan và Mỹ để làm việc, vì câu chuyện định cư và ổn định tại một nơi mới còn cần nhiều tiền hơn số tiền mà ông tích góp được để di chuyển cả nhà đến đây. Mẹ của Sumail thì không biết tiếng Anh nên bà đã cống hiến toàn bộ thời gian chăm sóc các con. Các cậu con trai được nhập học ở một trường tư với ước mơ được đón nhận nền giáo dục tốt nhất nhằm giúp chúng tìm được một chỗ đứng tại Mỹ. Và ít nhất, Sumail đã hoàn thành được vế thứ hai. Ở Mỹ, Sumail được tận hưởng trò chơi mà cậu yêu thích mà không phải quan tâm đến ping hay lag. Charles, một cựu pro player và bình luận viên đã sớm chú ý tới Sumail khi cậu bước vào những trận đấu ở mức rank cao. Hùng hãn, phong khoáng và không hề sợ hãi, cậu ta làm được những gì mà cậu ta cho là đúng, không hề nghi ngờ bản thân, vì vậy mà cậu ta cứ thắng liên tiếp. Đó là những gì mà Charles nói về Sumail. Sau vài tháng, cậu nhóc chơi cho một đội tuyển ở địa phương với vai trò là dự bị. Đến mùa thu, cậu bắt đầu nổi hơn nhưng vẫn quá khó tin để việc một cậu nhóc 15 tuổi có thể tự tin đến vậy. Sự bạo dạn và tự tin đó chỉ có thể thấy được ở các cựu binh mà thôi. Rồi Sumail được mời chơi cùng một vài lão tướng ở vòng loại Dream League. Charles nhìn vào profile của cậu nhóc và suýt chút nữa đã hét lên rằng đây sẽ là nhà vô địch TI trong tương lai. 4.500 game rank và có win rate cao ngất ngưởng ở mid lane. Charles đã trò chuyện với Sumail hàng giờ liền qua Skype và dự đoán rằng Sumail sẽ vô địch trong vòng 2 năm tới, kể cả trong trường hợp xấu nhất là Charles là đồng đội của Sumail. Charles nói rằng những gì mà Sumail thiếu chỉ là một người dẫn đường, một người có thể định hướng cho cậu nhóc Pakistan. Và sau này, những gì mà Charles dự đoán đều đã trở thành sự thật gần hết. Dưới sự dẫn dắt của PPD tại EG, Sumail đã tiến tới đỉnh cao danh vọng của Dota 2. Niềm tự hào của gia đình. Dù thế giới Dota có thay đổi hàng năm hay thậm chí là hàng ngày, chỉ có một điều là bất biến. Ở Bắc Mỹ, Evil Genius là đội duy nhất có thể trở thành đối trọng cho các thế lực tới từ châu Âu hay Trung Quốc. Tuy vậy, tình cảnh cuối năm 2014 của EG thực sự thảm hại. Sau một giải đấu không thành công, hai tài năng sáng giá nhất của họ là Zai và RTG quyết định rứt áo ra đi. Thú thực, mọi người đều nghĩ lúc này EG đã ăn bùn rồi. PPD chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Thorin. Trước khi RTG, Zai và tôi đến EG, EG không thành công lắm. Giờ đây hai người mới, hai siêu sao quyết định rứt áo ra đi. Mọi người đều cho rằng EG đã thất bại trong đợt thay đổi đội hình.
PPD đã cố gắng gọi cho Nothel, nhưng game thủ người Đan Mạch từ chối. Anh ta tin rằng bất kỳ lựa chọn nào khác cũng tốt hơn EG ở thời điểm đó, kể cả có V3 ở TI4. Nếu như nhìn ở ngoài vào thì có lẽ ai cũng nghĩ như Nothel mà thôi. Sau đó toàn bộ đội hình của EG đã cùng ngồi lại với quản lý Charlie Young, hòng tìm ra giải pháp trong cơn khủng hoảng. Họ thu gọn lại danh sách những tuyển thủ tiềm năng, những người có đủ khả năng để có thể thích ứng với cách chơi của đội. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Cuộc thảo luận kéo dài vài giờ và cực kỳ căng thẳng, đến mức Fear quyết định ra ngoài hít thở không khí một lát. Và khi anh trở về, EG đã có một mid laner mới. Sumail được tiến cử bởi Universe. Họ đã chơi rank với nhau tương đối nhiều và quản lý Charlie Young, người cũng đã tìm hiểu về cậu nhóc này, tỏ ra rất tự tin về lựa chọn Sumail. Tôi nhìn thấy một siêu sao trong thân hình gầy gò bé nhỏ đó, Charlie nói về Sumail. Thời điểm đó, chỉ có một mình PPD còn hơi dè chừng với Sumail, nhưng xét về mục đích chung, EG không muốn về thứ 8 hay thứ 4 trong một giải đấu. Họ muốn vô địch, vì thế họ chọn một người hoàn toàn mới thay vì những game thủ đã quen mặt ở Bắc Mỹ. Điều duy nhất còn lại phải làm là giới thiệu cậu nhóc này tới thế giới eSports mà thôi. Charlie Young đến căn hộ của Hassan trong diện mạo chỉnh tề, lịch sự nói với mẹ Sumail rằng con trai bà sẽ có sự nghiệp game thủ tuyệt vời. Cậu nhóc sẽ được trả 4.000 USD một tháng cộng với một phần tiền thưởng nếu như cậu kiếm được ở các giải đấu. Mẹ của Sumail có lẽ cũng không rõ hoàn toàn về việc mà Charlie vừa nói với bà. Bà chỉ lo ngại về việc đi học của cậu con trai, và thế là Charlie gần như đã có được Sumail. Charlie đến ngôi trường mà Sumail theo học, giải thích lý do vì sao cậu nhóc sẽ vắng mặt ở trường. Đám bạn học thì túm tụm lại và hỏi Sumail rằng người đàn ông đó là ai thế? Ông mặc vest đấy à? Quản lý của tớ đấy, Sumail trả lời đầy tự hào. Khoảnh khắc lo lắng nhất khi tìm cách đưa Sumail về EG là khi phải nói chuyện với bố của Sumail. Vì ông làm việc ở Pakistan nên khi Charlie đến nhà thì ông không có ở đó và phải gọi điện trao đổi. Bố có phản đối không ấy à? Không, bố không phản đối gì hết. Đó là cuộc sống của con, hãy làm bố mẹ tự hào, bố của Sumail trả lời. Và thế là Sumail trở thành thành viên của EG. Và đúng như con đường mà cậu đã mong muốn, cũng như những gì mà cậu hay nói với bố mẹ. Hãy để con chơi, rồi một ngày con sẽ khiến bố mẹ tự hào. Sumail lần đầu xuất hiện trong màu áo của EG ở giải đấu Dota League diễn ra tại Los Angeles. Chiếc áo đấu rộng thùng thình khiến cậu bé với dáng vẻ gầy gò và nhỏ thó của cậu lại được tô điểm thêm. Các game thủ Trung Quốc vây quanh Sumail như là xem một buổi triển lãm. Họ chỉ trỏ vào màn hình và bắt đầu cười nói. Họ không biết rằng vài tháng nữa khi gặp lại Sumail, tình thế sẽ lại đảo ngược hoàn toàn. Dota 2 League kết thúc không mấy thuận lợi với EG và mọi người bắt đầu bàn tán rằng không có ai có thể cứu được EG nữa khi trước mắt họ là giải đấu cực kỳ quan trọng, Dota 2 Asia Championship. Prize pool của giải đấu cán mức 3 triệu USD và đẳng cấp thì ngang ngửa TI. EG sẽ có một tháng để biến hóa chú vịt Sumail trở thành thiên nga, hay ít nhất là giúp cậu có thể bay đúng hướng. Chúng tôi không hề thất vọng về Sumail, trái lại còn rất tự tin về cậu ấy. Bỏ qua những vấn đề về kỹ thuật, lag hay loss, Sumail vẫn luôn làm tốt. Thậm chí cậu ấy đã làm đúng. Chúng tôi đã sai khi cố gắng áp cậu ấy vào khuôn khổ thay vì chơi xung quanh cậu ấy. Đội trưởng PPD nhận xét về Sumail sau giải đấu đầu tiên, và thế là ở DAC, cả đội đã có một kế hoạch hoàn toàn khác. Họ cho Sumail chơi tự do, làm những gì cậu thích. Chỉ cần một chút chỉ đạo thôi, Sumail cũng sẽ không nghe. Vậy nên khi Sumail lao lên, cả đội sẽ vào cùng. Nếu như Sumail chết, cậu ấy sẽ phục thù. Chỉ trong một giải đấu, EG từ một đội chơi xoay quanh Fear, giờ đã trở thành một đội chơi xoay quanh Sumail. EG đã chơi cực kỳ hay, đánh bại Team Secret với những người đồng đội cũ để có mặt tại trận chung kết. Đội chủ nhà và cũng là đội tuyển Trung Quốc được yêu thích nhất, VC Gaming đã đợi sẵn họ ở trận đấu quyết định. Trước khi bước vào trận đấu, đám đông khán giả còn hô vang VC, VC. Thì khi trận đấu bước sang game đầu thứ 3, Sumail đã comeback mạnh mẽ sau khi 4 mạng nằm xuống ở mid lane. Những tiếng reo hò đó lại đồng loạt hô vang Sumail. Thời khắc VC gõ GG cũng là thời khắc mà Sumail điền tên mình vào lịch sử. Trước sinh nhật tuổi 15 vài ngày, cậu đã trở thành player trẻ tuổi nhất vô địch một giải đấu của Valve. Đồng thời đồng đội của cậu cũng nhận về hơn 1 triệu USD. Hình ảnh cậu nhóc gầy còm nâng thanh Radiance cao bằng nửa người cậu lên chắc chắn sẽ còn được người hâm mộ Dota 2 nhớ mãi. Và khi được hỏi về việc liệu cậu có đồng ý đổi tên hero yêu thích của cậu Storm Spirit trở thành Sumail Spirit hay không, thì Sumail đã trả lời không một chút ngập ngừng: có, tôi xứng đáng với điều đó. Nhà vô địch trẻ tuổi. Điều tuyệt vời nhất về Dota đó là bạn chỉ cần chơi tốt đúng một giải đấu để có được một mùa giải thành công. Chúng tôi học được ở DAC rằng đội mạnh nhất không phải lúc nào cũng vô địch, PPD chia sẻ. Sau vinh quang ở DAC, EG không hề trở thành đội tuyển số 1 thế giới. Team Secret mới là đội tuyển càn quét tại các giải đấu, vừa vét hết các chức vô địch. Trong khi các đội tuyển khác đang phát triển chiến thuật và tìm kiếm những quân bài bí mật, thì EG lại phải thực hiện một nhiệm vụ khác. Họ đã biến Sumail trở thành siêu sao, và giờ đây họ phải giúp cậu trở thành một người đồng đội. Sumail không hề từ chối luyện tập, cậu nhận ra tầm quan trọng về việc định hướng của người đội trưởng. Nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, và một đứa trẻ thì sẽ bị ảnh hưởng bởi các bài học theo những cách khác nhau. Sau thất bại tại The Summit 3, Sumail dần trở nên mặc cảm. Cậu nghĩ rằng EG thua vì màn trình diễn không tốt của cậu. Những buổi tập sau đó của đội cũng không hề hiệu quả vì tâm trạng của Sumail. Fear đã dạy tôi về việc tin tưởng đồng đội.
Anh ấy giải thích rằng một tuyển thủ giỏi là người học được từ những sai lầm. Họ không để những sai lầm khiến họ đi xuống, mà thay vào đó họ luyện tập chăm chỉ hơn. Đó là cách mà họ trở nên giỏi nhất. Đó là những gì mà Fia đã nói với Sumail để cậu nhóc vượt qua khó khăn tiến về phía trước. Khi trước mặt EG là giải đấu quan trọng nhất năm, G International lần thứ 5 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 triệu USD. Bước vào giải đấu, khi EG, đặc biệt là Sumail, đạt được trạng thái tâm lý tốt nhất, EG cho thấy họ không nhất thiết phải chơi xoay quanh meta hay tìm hiểu đối thủ và chỉ cần chơi xoay quanh Sumail là đủ. Ở TI, EG có hai lá bài tẩy. Thứ nhất là họ hiểu được cách chơi của mình. Và thứ hai, đó là may mắn. Điều thứ nhất giúp cho EG có thể dễ dàng đến với chung kết giành thắng. Và điều thứ hai giúp cho họ có thể loại bỏ được đối thủ chính, Team Secret. EG chưa bao giờ gặp Team Secret trong khuôn khổ TI năm, nhưng đối thủ chính của EG đã tự hủy để mở ra một con đường đến với chức vô địch cho Sumail và đồng đội. Chúng tôi thật sự may mắn. Chúng tôi biết cách chúng tôi muốn chơi và không muốn thay đổi điều đó. Chúng tôi tự tin về cách chơi, về những lượt pick và cả phong độ. Chúng tôi đã đấu tập rất nhiều với CDEC và chúng tôi chơi với họ nhiều lần trước TI và thậm chí là cả trong thời gian diễn ra giải đấu. Chúng tôi thấy mình đã trở thành một khối gắn kết. PPD chia sẻ sau khi EG vô địch TI năm. Trong trận chung kết, EG đã gặp lại CDEC, nhưng đây không phải là lần đầu của Sumail với đội tuyển này. Vài tháng trước, họ chính là những người đã quay quanh cậu tại LA, xem cậu chơi và trêu chọc cậu. Bây giờ, Sumail tiến tới và bắt tay những người Trung Quốc trước trận đấu quan trọng nhất năm. Khi tỷ số đang là 1-2, đại diện Trung Quốc đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Họ thả Storm cho Sumail. Nhưng có một điều khá hài hước rằng highlight chính của trận đấu lại không hề có mặt Sumail. Trước khi EG đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng tình huống Echo Slam kinh điển, Sumail đã bị đối thủ hạ gục ở phía bên kia bản đồ. Vì thế, CDEC tự tin khi thiếu đi chủ lực, EG sẽ quyết định không giao tranh. Nhưng đó lại là thời điểm thảm họa của CDEC. 10 phút sau, hai kỹ năng tối thượng của EG phối hợp cùng với nhau. Toàn bộ khán phòng của Key Arena đã nổ tung với những tràng pháo tay đón chào nhà vô địch TI đầu tiên đến từ Bắc Mỹ. Và cũng không ai quan tâm đến việc ngôi sao lớn nhất của họ mới chuyển đến Mỹ hơn một năm trước. Sumail bước lên bục trao giải với chiếc gối cuốn quanh cổ và miệng thì nhai nhóp nhép viên kẹo cao su. Trên bục cao nhất đó, tiếng hò reo của đám đông, cậu nói, vì gia đình của tôi. Cậu không chỉ dành chức vô địch này cho gia đình mà còn gửi họ phần lớn phần thưởng để mua một căn nhà mới. Mẹ cậu cho phép cậu theo đuổi giấc mơ. Còn bây giờ đã đến lúc cậu hoàn thành ước nguyện của mẹ. Sự trưởng thành. Ở tuổi 16, trong năm đầu tiên của sự nghiệp, Sumail đã có tất cả. Trở thành nhà vô địch thế giới, ghi tên vào sách Guinness với tư cách là triệu phú trẻ nhất của giới eSports. Thậm chí, Thủ tướng Pakistan còn chúc mừng cậu qua Twitter. Điều duy nhất mà Sumail còn thiếu có lẽ là chiếc khiên thành thứ hai mà thôi. Nhưng phải nói thế này, Sumail chưa hề trưởng thành khi cậu nâng khiên. Và rõ ràng với một đứa nhóc tuổi teen, khi đột nhiên có tất cả, chắc chắn là sẽ sinh ra tự mãn. Sumail cũng thừa nhận điều đó, sau TI năm, cậu không còn chăm chỉ như trước, có trở nên ngôi sao hơn. Có lẽ vì sự lười biếng, tự tin thái quá và những xung đột không cần thiết đã khiến cho EG lỡ đi cơ hội đoạt chiếc khiên thành thứ hai tại TI6. Và năm tháng qua, chúng ta dần thấy được rằng Sumail luôn là ngôi sao sáng nhất của EG. Hay nói cách khác, những năm đó, cậu chính là EG. Chính cậu là người chủ động nhắn tin cho RTG để hai bên trao nhau cơ hội lần nữa. Và cũng chính cậu sau này đã trở thành CEO owner của EG để sẵn sàng tham gia vào việc đưa ra những quyết định cho tổ chức. Dần dần, Sumail không còn đơn thuần là cậu nhóc chỉ chăm chăm vào Dota nữa. Những trò chơi khác cũng đã xuất hiện bên cạnh Dota trên máy tính của cậu. Cậu không còn ngần ngại khi thừa nhận rằng giữa danh hiệu và tiền thì tiền sẽ được ưu tiên hơn. Tuy vậy, dù có trưởng thành, Sumail vẫn muốn hoàn thành được thứ mà cậu còn thiếu, đó là lần thứ hai nâng khiên Aegis. Và đó có thể là lý do mà cậu rời khỏi EG sau TI9, rời bỏ nơi đã làm nên tên tuổi để đến với một nơi thử thách hơn, nhưng cũng tham vọng hơn, thậm chí còn bỏ cả vị trí sở trường để hướng tới mục tiêu cao nhất. Vòng loại TI10 vừa rồi, Sumail đã trình diễn xuất sắc cùng đồng đội, trở thành đại diện thứ ba của EU đến với TI. Ở vòng loại đó, chúng ta vẫn thấy phiên bản hoàn hảo nhất của Sumail. Dù cho bối cảnh đã thay đổi, đồng đội thay đổi hay diện mạo, thì cuối cùng Sumail vẫn cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào bản thân để có thể bước tiếp trên con đường chinh phục Khiên Aegis lần thứ hai.